Rồi, xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ demo trước cho ngày mai nha. Thì ngày mai hẹn anh em lúc 7:30 thì mình sẽ làm cái video về bình ắc quy nha các bạn. Hàng mình thì đó là hàng Sanyodeki, hàng made in Japan. Đây anh em tới đây coi này. Thì ở đây thì mình đang có rất là nhiều loại ắc quy. Đây các bạn, anh em tới lại gần đây để coi thông tin sản phẩm này. Đó, hàng Sanyodeki made in Japan. Đó. Và đây là một cái mẫu nhỏ nhất trong cái vị hôm nay, đó là hai cái bình ắc quy ghép nối tiếp với nhau. Cục này là 24 các bạn. Trong này nó sẽ có những cái khối là hai bình ắc quy ghép, ba bình ắc quy ghép, bốn bình ắc quy ghép tùy loại nha. Và đặc biệt là cái loại này các bạn, cái loại này 8 bình ắc quy ghép. Đó, trong kho mình thì còn một ít nữa các bạn. Đi theo mình trong này sẽ gặp ngày mai, thì video này hẹn anh em vào ngày mai nha. Đây, và đây là một số cái bình nữa bạn, rất là nhiều loại ở đây. Rồi, thì cảm ơn anh em theo dõi video. Hẹn anh em vào 7:30 ngày mai.